Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Đã là fan khủng long thì đương nhiên thích xem phim khủng long. Tuy nhiên phải nói rằng làm phim khủng long không phải chuyện dễ. Để có một bộ phim làm thỏa mãn khán giả thì không cần nhiều tiền mà là rất nhiều tiền. Chưa kể trình độ về kỹ xảo, đồ họa và cả kiến thức về khủng long nữa. Không có nhiều quốc gia trên thế giới làm được phim khủng long và do đó, fan khủng long chúng ta cũng không có quá nhiều lựa chọn. Ngoài trừ thương hiệu Jurassic Park và Jurassic World độc bá dòng phim khủng long hơn 30 năm nay với doanh thu lên đến hàng tỷ đô la, thì những phim khủng long khác không quá nổi bật, thậm chí là flop. Gần đây nhất chúng ta có 65, một cái tên nhận được khá nhiều kỳ vọng nhưng không thành công, thậm chí còn bị chê thậm tệ là sai ngay từ cái tên, sau đó là tạo hình và cốt truyện quá cũ kỹ. Tuy nhiên, điều đó không ngăn các nhà làm phim tiếp tục khai thác đề tài khủng long. Bên cạnh thương hiệu Jurassic World sẽ được tái sinh vào mùa hè năm sau, thì cũng trong năm 2025 sẽ có một dự án phim khủng long khác, tuy khá im hơi lặng tiếng nhưng hứa hẹn có thể đem lại một vài bất ngờ cho các fan phim khủng long. Đặc biệt hơn, điều mà các bạn có thể không ngờ tới đó là bộ phim này lấy bối cảnh Việt Nam. Vâng, lần đầu tiên Việt Nam sẽ trở thành bối cảnh cho một bộ phim khủng long, nghe có vẻ rất thú vị đúng không nào? Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tất tần tật những gì cần biết về dự án này nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Vào tháng 4 năm 2017, tác giả người Mỹ Ethan Betters đã xuất bản cuốn sách do bản thân sáng tác với nhan đề là Primitive War, tạm dịch là Cuộc chiến nguyên thủy. Cuốn sách này đã nhanh chóng gây được sự chú ý với khá nhiều đánh giá tích cực trên Amazon hay Goodreads. Ethan Betters là cây viết cùng quê với cả đám KFC, đó là bang Kentucky của Mỹ. Cây viết này thừa nhận mình chịu ảnh hưởng của những tác giả gạo cội như Hunter Thompson, Jack Kerouac và đặc biệt là Michael Crichton, cha đẻ của tiểu thuyết Jurassic Park. Và Primitive War được Ethan xem là một tác phẩm để tưởng nhớ Michael Crichton, người đã qua đời vào năm 2008. Chính vì thế, khủng long trở thành nguồn cảm hứng và chủ đề chính của cuốn tiểu thuyết này. Đương nhiên, Ethan Peters không viết về một công viên với những sinh vật tiền sử được hồi sinh như thần tượng của mình. Anh quyết định chọn kết hợp khủng long với một chủ đề cũng rất quen thuộc trong văn chương cũng như điện ảnh Mỹ. Đó là cuộc chiến tranh Việt Nam, hay thậm chí rộng hơn là cuộc chiến tranh lạnh từng ám ảnh thế giới suốt nhiều năm sau chiến tranh thế giới thứ hai. Vậy cốt truyện của Primitive War cụ thể là gì? Cảnh báo nha, phần sau đây có thể cho biết trước nội dung của tác phẩm, người xem vui lòng cân nhắc. Theo trang wiki của Primitive War, cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này mở đầu với việc nhóm lính Mỹ có biệt danh là đội Ken Ken được giao nhiệm vụ điều tra tình hình của một trung đội mũ nồi xanh bị mất tích giữa rừng già Việt Nam. Trong lúc lùng sục những cánh rừng nguyên sơ sâu thẳm của thung lũng, những thành viên của đội Ken Ken bất ngờ phát hiện sự hiện diện của những nỗi kinh hoàng cổ đại, không chỉ làm tê liệt tâm trí của họ mà còn có thể lấy mạng họ. Khi thương vong ngày càng tăng, các thành viên của đội Ken Ken sẽ buộc phải từ bỏ tính người của mình để tìm cách sống sót bằng bản năng hoang dã. Những nỗi kinh hoàng cổ đại đó là gì? Như bạn có thể đoán ra, đó chính là khủng long. Sự xuất hiện của những con khủng long cổ đại nguy hiểm không chỉ khiến các nhân vật bất ngờ mà còn khiến người đọc bất ngờ. Chúng từ đâu đến sẽ là câu hỏi thường trực mà chúng ta đặt ra. Tác giả Ethan Peters sẽ không sử dụng lại ý tưởng sử dụng công nghệ sinh học để hồi sinh khủng long của tiền bối Michael Crichton. Thay vào đó, nguyên nhân khiến khủng long xuất hiện giữa rừng già Việt Nam liên quan đến một thiết bị được gọi là Particle Collider, tạm dịch là máy gia tốc hạt. Theo đó thì có vẻ như người Nga đã tiến hành lắp đặt và thử nghiệm một chiếc máy gia tốc hạt giữa rừng già Việt Nam để thực hiện những thử nghiệm liên quan đến năng lượng hạt nhân và vũ khí phản vật chất. Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm đã tạo ra một lỗ hổng không thời gian, hay còn gọi là lỗ Zoom, để đưa những con khủng long từ quá khứ đến hiện tại và khiến cho cuộc chiến tàn khốc rẽ sang một hướng bất ngờ. Thay vì chỉ phải chiến đấu với những cây cây biết nói, lính Mỹ trong phim sẽ phải chiến đấu với những con khủng long khổng lồ, mà không khổng lồ thì cũng vô cùng nhanh nhẹn và tinh ranh. Không chỉ phải đối đầu với những kẻ thù hoàn toàn mới lạ, nhóm nhân vật chính của bộ truyện vẫn phải tìm cách phá hủy cô máy gia tốc hạt của Liên Xô. Dưới ảnh hưởng của Michael Crichton và bối cảnh là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại, trong tiểu thuyết gốc sẽ không thiếu những cảnh máu me và chết chóc. Cần biết rằng tiểu thuyết của Michael Crichton khi được chuyển thể thành phim đã được hạn chế đi rất nhiều tính máu me để phù hợp với nhiều đối tượng khán giả hơn. Tiểu thuyết Primitive War được cho là không hề nhẹ đô hơn tiểu thuyết Jurassic Park, mà thậm chí còn tàn khốc hơn rất nhiều. Sau những thành công nhất định thì cuốn tiểu thuyết này đã thu hút sự quan tâm của các nhà làm phim, và vào đầu năm nay một số trang báo đưa tin rằng Primitive War sẽ chính thức được chuyển thể thành phim điện ảnh dưới bàn tay của đạo diễn Luke Spock. Luke Spock không phải là một đạo diễn quá danh tiếng, ông chỉ từng đạo diễn một số tác phẩm khoa học viễn tưởng như Occupation vào năm 2018 hay Project Rainfall vào năm 2020. Dàn diễn viên của phim cũng không mấy nổi bật, với cái tên tiếng tăm nhất là Jeremy Piven,
người thành công trong lĩnh vực phim truyền hình với 3 giải Emmy và 1 giải Quả Cầu Vàng. Bên cạnh đó thì phim cũng có sự góp mặt của một diễn viên gốc Việt tên là Anna Thu Nguyễn, người từng đóng một vai trong phim Mortal Kombat 2. Trước bản điện ảnh thì Primitive World nó được chuyển thể thành truyện tranh dưới dạng gọi vốn cộng đồng trên Indiegogo. Dự án này chỉ huy động được gần 9.000 đô la, một con số khá kiềm tốn. Tuy nhiên chúng ta vẫn có một phiên bản truyện tranh 28 trang với chất lượng minh họa khá ấn tượng. Vậy thì với những yếu tố ban đầu như vậy, liệu chúng ta có thể kỳ vọng gì vào Primitive World? Nếu không bàn đến các yếu tố khác, chỉ bàn đến yếu tố khủng long trong phim, chúng ta có thể kỳ vọng vào sự xuất hiện của những con khủng long với yếu tố tạo hình cập nhật và khác biệt so với những bộ phim khủng long trước đây. Chắc chắn chúng ta sẽ không mong một trường hợp khác của 65, trong đó tạo hình khủng long tuy trông ghê rợn nhưng không được đẹp và cũng không được chuẩn khoa học cho lắm. Jurassic World có vẻ vẫn là cái tên làm tốt nhất về mặt này, mặc dù nhiều yếu tố về mặt tạo hình khủng long của Jurassic World đã lỗi thời, nhưng lại rất khó thay đổi vì chúng đã mang tính biểu tượng của thương hiệu quá cao. Nếu thay đổi mà phim thành công thì không sao, nhưng nếu phim flop thì chắc chắn áp lực lên đội ngũ làm phim sẽ rất lớn. Trong khi đó thì Primitive World là một thương hiệu mới, nên họ hoàn toàn có thể update tạo hình của khủng long một cách thoải mái và tạo ra hứng thú cho người xem. Primitive World cũng có thể sửa chữa những thiếu hụt mang tính kinh điển của Jurassic Park. Trong Jurassic Park thì chúng ta biết rằng tác giả Michael Crichton đã sử dụng cái tên Velociraptor cho những con khủng long phản diện chính, dù trên thực tế ban đầu ông xây dựng chúng dựa trên thông tin về Deinonychus, chỉ vì Velociraptor nghe hay hơn với chữ Raptor. Đáng lẽ ra ông đã không phải làm như thế nếu tiểu thuyết và phim ra mắt muộn hơn một chút, bởi chỉ sau khi phim chiếu vài tháng thì các nhà cổ sinh vật học đã công bố phát hiện về Utahraptor, chữ Raptor thuộc hàng lớn nhất. Trong Primitive World, tác giả Ethan Peters đã sửa lại điều này bằng cách dùng Utahraptor như những con khủng long phản diện chính của truyện, và có lẽ điều này cũng sẽ được giữ nguyên trên phim. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có sự hiện diện của T-Rex, Triceratops cũng như các sinh vật tiền sử nổi tiếng khác như Quetzalcoatlus, Caprosuchus. Tất nhiên là danh sách sinh vật xuất hiện trong Primitive World sẽ còn rất hạn chế do giới hạn về vốn của bộ phim, nhưng nếu phim thành công và chỉ có những phần tiếp theo, chúng ta có thể hy vọng thấy nhiều hơn. Trên hết, đây là một bộ phim hành động chứ không phải phim tài liệu. Vì thế ngoài mặt tạo hình chúng ta có thể kỳ vọng chính xác hơn về mặt khoa học ra, thì cũng đừng kỳ vọng rằng những con khủng long trên phim sẽ cư xử giống những gì bạn thấy trong Prehistoric Planet. Có lẽ chúng sẽ hung dữ và tàn bạo hơn nhiều, được búp trí tuệ để đương đầu với con người. Còn con người có lẽ sẽ bị nerf đi ít nhiều để khủng long có đất thể hiện. Về mặt cốt truyện thì tác giả của tiểu thuyết gốc tỏ ra khá tham vọng, khi nhấn mạnh rằng cuốn tiểu thuyết này không chỉ đơn thuần nói về khủng long và những người lính đơn thuần, mà còn ẩn trong đó những tầng ý nghĩa về bi kịch của con người trong chiến tranh, về sự mất mát và tội lỗi. Tuy nhiên yếu tố bạo lực và máu me có thể khiến những tầng ý nghĩa này bị mờ nhạt đi so với ý định của tác giả, và cốt truyện sẽ cần phải được xử lý rất khéo léo mới có thể khiến người xem cảm nhận được những ý nghĩa này. Nhìn chung thì chúng ta có thể kỳ vọng Primitive World mang đến một hương vị mới lạ hơn cho dòng phim khủng long, trong bối cảnh chúng ta đã quá chán ngán cảnh khủng long sổng chuồng và săn đuổi con người trong Jurassic World, đồng thời vẫn mơ hồ chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra trong cốt truyện của Jurassic World Rebirth. Còn khả năng liệu Primitive World có tạo ra một thương hiệu thành công như Jurassic Park và Jurassic World hay không thì rất khó. Và cuối cùng, sẽ là một lưu ý cực kỳ quan trọng, đó là về vấn đề lịch sử trong bộ phim. Bộ phim nói về chiến tranh Việt Nam dưới góc nhìn của người Mỹ và chắc chắn, góc nhìn này sẽ không thể giống với góc nhìn của người Việt Nam chúng ta. Thậm chí bộ phim cũng sẽ đưa vào những chi tiết sáng tạo khác biệt so với sự thật lịch sử, và những sáng tạo này nếu đứng ở góc nhìn của người Việt Nam, hoàn toàn có thể bị gắn mác là xuyên tạc lịch sử. Chẳng hạn như vai trò của đội ngũ cố vấn Liên Xô trong chiến tranh hay cách cư xử của hai bên trong các tình huống chiến tranh. Lính Mỹ có thể được xây dựng thành những hình tượng anh hùng, giải cứu thế giới và ngược lại. Vì thế, khả năng cao bộ phim này sẽ không được chiếu ở Việt Nam. Theo thông tin mà Mê Khổng Long tìm hiểu được thì bộ phim này được quay tại Úc là chính, dù bối cảnh của tiểu thuyết gốc là Việt Nam. Đơn giản là vì với cốt truyện này nếu muốn có xin phép quay ở Việt Nam thì khi duyệt kịch bản, nhiều khả năng đoàn làm phim sẽ không được cấp phép quay phim tại nước ta. Giống như trường hợp một số tác phẩm điện ảnh của Mỹ về chiến tranh Việt Nam trước đây, chẳng hạn như phim Trung đội, một trong những cái tên được đánh giá là phim về chiến tranh xuất sắc nhất của Mỹ, cùng với bối cảnh chiến tranh Việt Nam, thì phim này lại được quay ở Philippines. Tất nhiên là fan phim khủng long nghe tới phim khủng long thì háo hức rồi, nhưng nếu phim thật sự không tôn trọng lịch sử nước nhà thì cũng xin được phép chê. Còn bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy để lại bình luận bên dưới nha. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.